Bạn làm việc với thời gian 6 đến 8 tiếng mỗi ngày với các thiết bị điện tử, điều này đồng nghĩa với việc đôi mắt của chúng ta sẽ luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và đau đầu. Chính vì thế, việc sử dụng máy massage hàng ngày sẽ là một cách chăm sóc hiệu quả cho đôi mắt của bạn, giảm đau tức thì chỉ với 5 phút sử dụng. Và quá trình này sẽ làm tăng đến 50% lưu lượng máu, từ đó sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu được diễn ra một cách tốt hơn. Vậy máy massage mắt chuyên sâu Kintech KI925 có gì đặc biệt? Hãy cùng Trang khám phá ngay sau đây cả nhà nhé! Sản phẩm của chúng ta sẽ được đựng ở trong chiếc hộp nhỏ xinh này. Trong mỗi hộp sản phẩm, chúng ta sẽ nhận được một hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, một phiếu bảo hành chính hãng 12 tháng, một dây cáp sạc và một túi đựng sản phẩm đi kèm. Và cuối cùng sẽ là sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay, máy massage mắt thái dương chuyên sâu Kintech KI925. Máy được thiết kế công thái học ôm trọng với đường cong của khuôn mặt và thiết bị này có thể gập mở 180 độ. Điều này giúp các bạn có thể mang đi bất kỳ đâu. Vỏ máy được hoàn thiện từ nhựa ABS cao cấp giúp tăng độ bền của sản phẩm cũng như là giúp các bạn có thể dễ dàng vệ sinh. Phía mặt trong của thiết bị được bao phủ một lớp da PU cao cấp. Điểm đặc biệt của lớp da này vô cùng mềm mại, thân thiện và sẽ không gây kích ứng cho làn da của bạn. Dung lượng pin là 1650mAh cho thời gian sử dụng lên tới 90 phút sau mỗi lần sạc đầy. Và thiết bị này được trang bị màn hình LCD với các phím bấm trên bề mặt của máy giúp chúng ta thao tác một cách dễ dàng. Máy massage mắt Kintech KI925 có 5 chế độ massage kết hợp độc đáo giữa massage bằng túi khí kết hợp với nhiệt hồng ngoại, rung cao tần và âm nhạc sẽ mang đến cho chúng ta một trải nghiệm massage chân thực nhất. Ngoài ra, tính năng rung cao tần của máy massage mắt KI925 sẽ kích thích các tế bào quanh vùng mắt, phục hồi tổn thương và giảm đau nhanh, tình trạng đau mỏi mắt. Chức năng vô cùng quan trọng mà Trang sẽ nhắc tới sau đây đó chính là chức năng nhiệt trị liệu. Với mức nhiệt được duy trì ở khoảng 40 đến 42 độ C, rất tốt cho việc giảm đau nhức và thâm quầng ở mắt. Đây là một trong những tính năng tùy chọn mà người dùng có thể bật tắt tùy ý bằng cách ấn nút M để thay đổi chế độ massage không sử dụng nhiệt. Để sạc sản phẩm, chúng ta kết nối dây sạc qua cổng sạc của thiết bị. Sau đó các bạn có thể kết nối qua cổng USB của máy tính hoặc sạc nhanh của điện thoại. Để sử dụng, đầu tiên các bạn nhấn giữ nút nguồn 3 giây để có thể bật tắt thiết bị. Tiếp theo đó, chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng M để có thể lựa chọn cường độ của túi khí và nhấn vào biểu tượng độ C để có thể thay đổi mức nhiệt khi massage. Thiết bị của chúng ta sẽ tự động ngắt sau 15 phút và để tiếp tục sử dụng, các bạn chỉ cần khởi động lại máy. Và cuối cùng thì thiết bị của chúng ta có thể phát nhạc sau khi kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Khi bật thiết bị, Bluetooth sẽ ở chế độ chờ kết nối và tên của thiết bị là IF909. Trong trường hợp đang phát nhạc qua Bluetooth thì các bạn chỉ cần nhấn đúc vào biểu tượng M để có thể chuyển sang bài nhạc tiếp theo và nhấn giữ M để tăng âm lượng. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhấn đúc vào nút độ C để quay về bài phía trước và nhấn giữ để giảm âm lượng. Và tất nhiên rồi, âm nhạc sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng và thư giãn hiệu quả. Máy massage mắt Kintech KI925 được hưởng chính sách bảo hành lên tới 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có bất kỳ lỗi từ phía nhà sản xuất và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra, để biết thêm thông tin sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website kintechcare.vn hoặc gọi tới hotline 0944 6292 92 cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.